Công nhận là ấy thật thì nó không ra cái khí hư nó sạch sẽ hẳn đi em ạ. Đấy, Đấy. mà chị để ý xem cái da mặt của chị nó cũng sáng hơn đấy. Ừ, da chị cảm thấy dạo này là thấy nó cái đợt trước cái đợt rồi đấy ông chồng chị mất chị khóc mà nó một vầng tròn ở má như cảm giác như là nám vầng tròn to rõ hẳn lên. Thế mà bây giờ thấy lại không nhìn thấy nữa rồi. Đấy, mà Nó mới mới đặt được có. có 4 hộp chứ bao nhiêu nhỉ? Được 4 hộp chưa? Được rồi đấy, cái đợt của em là được hạ mua 2 lần thì còn tí. Với Vâng. trước 2 hộp, 4 hộp, mới có 4 hộp. Đây này, để em ở em ấy cam lên mà nhìn da chị đây này. Đây Vâng. là Đâu sợ đâu đâu. là da ở trong thì chắc là nó cũng đẹp hơn. Đâu? Đây. Đây em xem này. Đây là, em này. Này, trước là cái vầng tròn này này. Vầng tròn ở má này của chị nó lộ rõ hẳn tròn như cái đồng xu đen xì ở cái vầng tròn này Ôi. một bên thôi bị bên bên này hơi mờ mờ mà bên này rõ lắm rồi đây em nhìn nè Ôi giờ thấy có thấy đâu. đấy Ui da đẹp đấy chị ạ. đấy Căng, căng thế. Chị có bôi mỹ phẩm không mà da căng thế? không không bôi đấy nhìn thấy chưa trước là nó tròn xoe một cái đường này nhìn lộ lắm chị bảo thôi chết rồi thì sao lại nám thế này là đúng cái đợt chị mất ngủ 1 tuần đấy bây giờ đấy. Thế giờ Nhưng mà đẹp. chính ra chị chụp ảnh là chị không ăn ảnh đâu. Mọi người bạn chị bảo chị bên ngoài còn trẻ hơn ở ảnh. Ở trong điện thoại ấy. Còn bảo chị bên ngoài còn trẻ hơn. Hôm về đám cưới đứa cháu chị mặc váy chị trang điểm ở hại và cho trẻ thế. Cái Nhưng ăn mà mà trẻ da trai. da má không còn tí lám nào thế kia, đẹp đấy, bóng bóng chị ạ. Đấy. Đấy, đấy em nhìn này đúng không? Chị nhìn ở cái gương này là ở đây trong cái điện thoại này nó trắng hồng. Nhưng Vâng. ở ngoài thì nó mịn thôi em ạ. Với lại chị bôi cái sữa này này. Tối Và nào chị cũng bôi đấy. đúng rồi. Ôi. Sữa non ấy bôi tốt mà nó cũng tốt đấy. Cái ông trưởng khoa hôm ông vào ông đưa sữa mà uống 9 tuổi rồi đẹp ngày mà còn cứ đòi như da em bé nữa. Ông còn trêu ông bảo đấy. Ông bảo da như nào nữa mà còn cứ đòi như da em bé. Ở đợt này chị để đang ốm, đang ho chứ nếu không da chị nó còn sáng nữa. Vâng, mới lại uống sữa này lâu chưa chị? Chị uống mấy năm rồi? À đâu không phải mấy năm, được 5 rưỡi, 16, 17 hộp. Thì có phải mỗi tháng 1 hộp là 1 năm 7 tháng không? Uống cái đấy dinh dưỡng nó tốt, nhưng mà uống cái đấy có hết nám đâu, đặt quả cầu mới hết nám chứ. À ừ, uống cái đấy, cái đợt đấy chị vẫn cứ cứ bị nám, nói chung là nó không được hết hẳn đi. Da nó sáng một tí, nhưng mà cứ chỉ công nhận khi ở cái quả cầu đấy. Rõ ràng cái hôm ấy nhá, ai cũng bảo thế sao cái chỗ này nó lộ thế, tròn xoe như viên đồng tiền lên cơ. Thế chị bảo chết rồi, được còn đi hỏi hỏi con bé mà chị mua cái kem chống nắng ấy. Thì em có biết cái quả mềm không? Quả mềm Có, ấy, em có thiên biết. nhiên, Có biết. toàn dùng cái quả ấy. Có. Đấy, thì nó, cô cháu chỉ có, bên cháu chỉ có kem bôi chứ không có kem uống. Nó bảo công nhận da của cô đợt này xấu. Đấy, đợt đấy chị lại còn mình bôi với cái ấy kem của nó vào xong rửa mặt nó còn ráp hết nó mà nến lên bảo thế sao này da cô bây giờ lại rửa sữa của mày xong lại ráp hết mặt bảo cô thế cô dừng lại cô thử mát xa các kiểu thế là chị dừng lại 1 2 hôm chị bôi sữa xong bắt đầu lại lấy lại được đấy chứ trước là nó ráp như kiểu mình bị nẻ đi em ạ Và thế chị thế mà bây giờ rửa thoải mái đấy thoải mái mà lại hết đấy nám, hết nám. chị chỉ có đi bán hàng chị bôi cái kem chống nắng thôi chứ Và chị chả dùng gì rồi chống nắng rồi 4 hộp quả đấy cầu da 4. em là đẹp à da Thì em sẽ đẹp em nhỉ kém chị bao tuổi? Em sinh năm 84 kém chị 10 tuổi thì nó phải khá hơn. Nhưng tám mà đặt quả cầu nhá là cái da mặt này này chị nhìn này nó rất là hồng và nó không có lám. Nhìn thấy không? Má này. Tầm 4 hồ thì mới hết lắm mà chị, hay là sớm hơn, có để ý không? Dạ. cái da này à cái Vâng. da này thì là chị để ý là cái đợt trước 2 hộp đấy thì là chị cũng hay dùng kem chống nắng Vâng. người cứ bảo giờ này trắng đẹp nhưng mà chị cứ đi ra ngoài là chị dùng kem chống nắng Vâng. nhưng mà còn cái này thì là chị không dùng thì nhìn ra kem chống nắng thì bao giờ nó cũng lên một tông hơn không Đúng nó rồi. lên một sáng nhưng mà nó cũng không che được cái nám ấy đâu Đúng rồi. bôi thì bôi nó vẫn lại đây nhưng mà đây em thực tế em nhìn đây là em biết đây còn gì nữa Đúng đây thực rồi. tế mà chị gương đấy cũng thế Quá thế tuyệt lần này là vời. cũng quan trọng nhất là ở cái gò má này là nó giờ nó chỉ còn hơi mờ mờ thôi Và chứ trước là nó lộ lắm thế là cái thành đợt công mờ rồi đấy. Bình thường đi spa là phải bắn chân lắm rồi cái gì ấy. Đủ trò. đấy mà trong khi đó cái đợt này chị còn dừng chị có đặt đấy cũng phải lâu lâu rồi nhỉ Và lâu lâu đặt thì có em đều không đâu. có Thế mà nó duy trì công dụng mới hay.
chứ chị đặt liên tục nó đẹp thì nó là bình thường, mà đặt theo kiểu amateur mà nó vẫn đẹp thì mới là tuyệt vời đấy. Ôi người ta chưa được phước ấy. Như chị dùng chị thấy không? Thay đổi cuộc đời luôn. Nếu chị vẫn gai rét chị có thấy khổ không? Ừ thì đúng thật đi em ơi, gai rét vừa khổ mà uống cái tam thất vào là nó sợ nó lại đọng lại sỏi đúng rồi. Thận ấy. Đúng rồi. Mà chị đi khám không may quá không bị sao. Đấy. Chị lại sợ. Bỏ đấy. Được tam thất hết gai rét xong rồi lại hết cả lám má. Đấy. Xong lại hết sạch khí hư. Úi trời ơi. Đấy. Và bạn chị bảo công nhận hiền dạo này trẻ dai.